Hôm nay thì mình đi thu hoạch xà lách son nha. Xà lách son á thì Nhật Thanh có nhiều quá đi, mình ăn không kịp mà mình còn trồng mấy chỗ nữa, không biết tại sao mình trồng nhiều như vậy. Có lẽ rằng là mình thử thách coi Nhật Thanh trồng xà lách son có thành công hay không. Thì ở chỗ này phải nói rằng chưa bao giờ mà mình thấy cái cọng xà lách son á nó bự khoảng chừng ngón tay út mình nha, nhiều khi hơn, có cọng hơn nữa. Nó bự nhưng mà ăn rất là giòn, rất là ngon. Và mình để cho nó thử coi, nó cao giống như là rau bình thường vậy quý vị. Nó vừa cao như rau bình thường nè, nó khỏe mạnh mà không có sâu gì hết trơn. Mà cái cây xà lách son á là Nhật Thanh sợ nhất á, là sâu. Với lại mấy cái con gì nó ăn, nó hay cắn cái lá đó, mình sợ dữ lắm. Trước khi vô chỗ này á, mình coi có rắn hay không chứ sợ lắm. Nhật Thanh sợ á. Nè, cái cọng xà lách son của mình mà nó mọc cứng lên mà nó cao như vậy luôn nè, thấy ham luôn. Mà cái lúc mà cái cây ấy, cái rau nó thấp, cái lá nó bự nó tròn, như cái lá này nè, nó bự nó tròn, nhưng mà tới khi nó cao á là nó bị giống như là nó dẹp lại và chuẩn bị nó ra bông á, nhìn thấy nó ra bông rồi mà mình không cắt á là nó gì. Nên hôm nay á, Nhật Thanh sẽ cắt hết cái những đống cây xà lách son này. Mà mình nói thiệt luôn á chứ, nè quý vị thấy nó non mà nó ngon nè, ngón tay út của mình nè, bằng cái ngón tay út của mình luôn. Mình tức cười mình so sánh mà nó non. Cái cây này á, mình mà ghim xuống trồng á là nó màu lớn dữ lắm, mà cái thân nó chắc nữa, nó tốt. Bây giờ mình không biết nó là rau gì luôn á. Trời, chưa bao giờ mà mình thấy cái cây xà lách son mà nó như vậy hết trơn á, tức cười quá à. Ngoài chợ mình mua thường thường á, cái cây á nó ốm yếu thôi không, mà Nhật Thanh trồng riết á, cái mình để không ăn, mình bón phân á, cái nó tốt quá, nó như vậy á. Để mình ngắt thử cho quý vị xem cho nó cái độ non nó như thế nào nè. Như cái cây này phải không, mình đụng cái gãy cái rốt liền không, nó non dữ lắm, nó không có phải là già nè, non xèo à. Tại vì á Nhật Thanh á trồng nó lớn lẹ quá nên nó non xèo à. Bởi vậy mình á nấu canh mà nó thiệt á chứ, Nhật Thanh á hôm bữa cắt ha, một bịch vô mình à, mà ăn ngon lắm nha. Nhật Thanh ăn với cơm, với nước tương, với lại đậu phộng. Mình chan trong nước tương trong cái tô cơm á, rồi xong mình ăn với xà lách son ngon, ăn sống. Cái mấy cái lá dưới nè, nó hơi bị vàng, nhưng mà không sao, tại lúc nào ở dưới nó cũng vậy hết trơn. Mình để lâu á, mình không ăn á, cái nó lớn. Nè, quý vị thấy bên đây nè, mấy cái cây này bên đây á, cắt mấy cái lá mía này. Mình trồng á, để cây mía này lớn lên để nó che mấy cái cây này. Mà thấy cây mía thì chưa có lớn gì hết trơn á, mình trồng cái này giống như là ngoài nắng luôn rồi đó. Cọng nào cũng nấy bự thấy ham lắm, mà nó đều có cái rễ trơn. Cái này á, mình mà ghim xuống trồng á là nó mau lớn lắm, mà cái gốc nó cũng tốt nữa, nó khỏe mạnh nữa. Má Nhật Thanh nói mình đem xà lách son về cho mình, nói trời ơi xà lách son mà đem về má ơi, nè ham lắm quý vị. Trời ơi cái cây này nè quý vị thấy nè, cái thân từ dưới lên trên mà nó cái rễ nó điệu này nè, là mình đặt xuống á chắc chắn là nó sống liền, không sao mà chết được hết trơn. Nhật Thanh trồng cái chỗ này hơi thất bại á, mình chui vô mấy cái gốc kẹt á, cắt ra á, mệt á, để ra mình nên trồng ở ngoài. Mình cắt để cho cái lứa mới nó lên á, chứ để á nó cứ lớn nó cao hoài à, nó ăn đậu nành á, nó cứng cáp dữ lắm nè. Như cái cọng này Nhật Thanh mới cắt nè, cái
nào cũng có rễ hết trơn, tốt mà nó cứng nữa. Trời ơi, cái rễ này thấy ham luôn quý vị. Cái này cái rễ của này nè, thấy ham luôn. Mình để gốc thì mình kiếm nào mình ghim xuống nữa. Trời ơi, mình tham á, mình trồng nhiều quá, mình ăn không kịp. Mà mình cũng để thử luôn, coi có con gì nó phá không. Trời ơi, cái cây này nè, nó bự, mình tức cười quá, còn bự hơn cái cây hồi nãy nữa. Nè, quý vị xem, chưa bao giờ trong đời, có lẽ là trong đời có Nhật Thanh chưa bao giờ thấy cái cây xà lách son mình nó bự như vậy. Mà rễ thấy thương ghê luôn á. Trời ơi là trời, nó bự mà nó cao. Mình trồng trong đây mình hơi thất bại, mình khum vô mình cắt mệt quá. Mình leo đứng lên á, mình sợ chết mấy cây xà lách. Mình công nhận á nha, cái cây này á, nó cao hơn 1 foot luôn á. 1 foot luôn là 12 inches, là cao dữ lắm. Nè quý vị thấy, tức cười quá à. Ra xà lách son, khi mà thu hoạch xong á, mình cắt xác mấy cái này xuống, xác dừa thôi, mình cắt sẵn cho nó làm phân luôn. Nó rễ nào nó rớt xuống, nó muốn mọc lại thì nó mọc. Và bây giờ mình phải chăm sóc lại để cho nó đừng có sâu, có gì hết. Thì Nhật Thanh cắt xuống hết. Ở đây thì mình cũng dùng cái phương pháp cũ, thì đậu nành với lại quế. Hôm nay trời mưa, mấy nay mưa cây nó khó đậu trái lắm. Đặc biệt với cái cây này á, mình bỏ nhiều quế hơn, mình bỏ 2 hũ, mỗi hũ 2.5 ao nha quý vị. Thì Thanh mua trong Walmart á, có 1 đồng 18 cent một hũ. Rồi mình rải vô dưới mấy cái này. Mình tưới nước á là đi hết à. Cái rau nào nó chết thì nó nằm dưới luôn, nằm phân luôn. Mà mình nói thiệt luôn, bây giờ mình ăn xà lách son á là mình xanh luôn cả mặt luôn. Ăn giống như là ngày nào cũng ăn hết. Mà mình cắt riết á, nó giống như cái cọng rau muống vậy đó, mà nó non. Nó bự mà nó non. Mình không ngờ á, đậu nành á, nó giúp cho cái cọng á, nó lớn, nó bự lắm mà nó vẫn non, chứ nó không phải là già giống như là dai không. Mình sợ nó bự mà nó dai, nhưng mà nó không, nó không có dai. Ăn rất là non. Nhật Thanh như nào cũng ăn hết trơn. Xà lách son với đậu phộng với nước tương. Đây á, Nhật Thanh giới thiệu quý vị luôn. Cái cây táo này á, ngộ ghê á, chưa bao giờ mà mình thấy cái cây táo nào cái trái á, nó không có lớn. Ngộ vậy đó, nó không lớn. Nó lớn nhất là Nhật Thanh thấy nó cỡ này à. Mà từ ngày nó thụ phấn cho tới giờ á, trong vòng chỉ có 2 tháng thôi là mình ăn được liền luôn. Mà công nhận nha, cái táo này á, Nhật Thanh nói á, nó nhỏ như nè. Cái trái này nó nhỏ, có trái mấy trái lớn nó mọc ở trên. Thì nó ngộ cái là nó ăn rất là giòn, rất là ngọt. Giòn ngọt lắm. Để mình đi rửa cái trái này mình ăn, tại mình dơ quá đứt không à.
Mấy bữa nay á mưa nhiều quá đi, mưa hết sức tưởng tượng rồi, trái trên cây của Nhật Thanh nó rớt hết. Mai là cây hồng của mình á, trái nhiều á, nó rụng một mớ không sao, mà mình cũng chưa có ngắt nữa, nó rụng không sao, chứ không thôi á, tiếc đứt ruột luôn. Đặc biệt cái trái này từ ngày nó đậu cho tới chín mình ăn á, Nhật Thanh thấy chưa tới 2 tháng nữa mà nó đã có cho mình ăn à. Ngọt ngon lắm, giòn. Quý vị nghe tiếng Nhật Thanh nhai á, nó giòn vậy lắm. Nè, quý vị thấy nè, dưới đất nè, trái nó rụng mà thấy thương luôn á, quá trời luôn. Mưa bởi vậy á, mưa mà còn gãy cây nữa, mấy cái trái này đâu có nhầm gì quý vị. Mình hái mấy cái bông này vô nè, cúng Phật, nó bự bằng bàn tay của mình luôn, tay mình dơ quá. Mình kiếm cái búp nào đẹp đẹp á, mình cắt. Mà thường thường á, cái những cái bông này nè, mình quên chia sẻ, mình muốn chân ở trong nhà á, thì á, mình nên bứt mấy cái nhụy này, mình bỏ đi. Mình thấy nó nở, nó có cái nhụy này nè, mình bứt, tại vì khi nó héo á, nó rớt, cái phấn nó bay đầy ở trong nhà mình. Bởi vậy á, mình cắt hết quý vị. Nè, cái nhánh này đẹp nè. Mà mưa nó làm cho những cái nhánh bông này á, nó bị tàn, nó bị dập lẹ lắm. Đây, hai nhánh. Mấy cái chị này á, mình tưởng nó không nở, nó nở hết. Thôi mình cắt ở đây rồi mình cắt hướng bên kia nữa, cắt hết cái khúm này tội nghiệp nó. Rồi, mình cắt ba nhánh này là đủ chân rồi đó. Nó nở một lần á, nó bung ra đẹp lắm. Cái nào nó rớt ở đây nè, bông bự bằng cái bàn tay luôn. Ây da, đừng làm gãy cái nhánh. Thôi, Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye, bye bye mọi người.